Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh. Thì một cái thông tin cực nóng liên quan đến cái câu chuyện của Sư Minh Tuệ thưa quý vị. Thì buổi sáng ngày hôm nay chúng ta thấy rằng tại cốc của Sư Minh Tuệ đó xuất hiện một số những cái quyển sách cực gọi là lạ. Thì trong đó là những cái quyển kinh được gọi là in hình của Bác Hồ đồ. Thì mình đã phát hiện ra một cái gọi là tà đạo. Và về phía gọi là cơ quan chức năng ngày hôm nay theo thông tin mới nhất thì cũng đã chính thức vào cuộc và đang có mặt tại nơi cái cốc cũng như là nhà ba mẹ Sư Minh Tuệ luôn để mà tìm hiểu, tịch thu tất cả những cái quyển sách này và điều tra xem rằng kẻ nào đã mang những cái quyển sách này đến để mà truyền bá, để mà để trong cái cốc, thậm chí là tại nhà của ba mẹ Sư Minh Tuệ luôn cô chú anh chị. Cho nên mình thấy rằng là tình hình rất là căng thẳng về những cái cá nhân mà đang gọi là có mặt tại cái cốc này. Mình không biết là ai và đã từng cảnh báo rất là nhiều lần về cái câu chuyện mà bà con chúng ta nên gọi là chú ý bị lôi kéo, bị gọi là những cái kẻ này họ gọi là lợi dụng cái câu chuyện của Sư Minh Tuệ để mà tuyên truyền những cái tà đạo. Trước đó thì chúng ta thấy rằng là trong cái quãng đường mà thầy đi bộ khất thực bộ hành đó thì cũng đã có từng cái xuất hiện cái nhóm gọi là đạo nhân quả cũng truyền bá bán sách. Và thậm chí là có cả in hình rồi tên của thầy Minh Tuệ trong đó luôn. Còn ngày hôm nay cả gan hơn thì một đối tượng đã đến tận cốc để mà truyền bá để lại một số những cái quyển sách. Thì trong đó là cái đạo này vừa mới được phát hiện, theo mình tìm hiểu đó chính là cái đạo Hoàng Thiên Long. Đạo này cực kỳ ghê gớm lắm cô chú anh chị. Nó có cái những cái hình tướng na ná giống như cái câu chuyện mà của thằng Tuệ Đức á, con Khứa Tuệ Đức, câu chuyện mà chữa bệnh. Mà nhưng mà cái đạo Hoàng Thiên Long này đó thì lại chữa bệnh bằng nước lã luôn, chứ không phải là gọi là nhịn ăn nhịn uống gì giống như cái câu chuyện của Tuệ Đức trước đó. Nhà cô chú anh chị, thì mình mong rằng phía cơ quan chức năng sớm bắt được cái đối tượng đã gọi là truyền bá những cái quyển sách này có in hình cả Bác Hồ trong đó, vô cùng cả gan. Mình đã cảnh báo rất là nhiều lần cái câu chuyện tại cái cốc này mà gọi là cũng rất là nhiều người không nghe. Nó ảnh hưởng rất là nhiều đến thứ nhất là gia đình Sư Minh Tuệ nè, kể cả cái con đường tu tập của thầy. Tại sao mà thầy không về đó cô chú anh chị? Mình đã khẳng định rồi, thầy sẽ không bao giờ về cái lại cái cốc đó đâu. Vậy thì tại sao còn gọi là những cái cá nhân mà kiểu như là cuồng tín u mê để mà đến cái cốc đó quỳ bái quỳ lại cái gì ở đó, trong khi thầy bây giờ đó thì không còn ở gọi là cái khu vực đó nữa rồi. Theo thông tin thì thầy cũng đã đi một cái nơi khác để mà ẩn tu. Sáng nay thì cũng thầy cũng đã khất thực trên một cái sườn đồi và nhiều người cho rằng đó là núi Sạn ở Nha Trang, nhưng cái nguồn thông tin chính thức đó thì mình cũng gọi là không thể nào chia sẻ cho cả nhà. Bởi vì nếu như chia sẻ thì nhiều người lại tìm tới đó và lại là một cái cơ hội cho những kẻ xấu. Mình nói rằng trong 100-200 người đến tìm thầy, tới cái cốc hay là tới gia đình của thầy Minh Tuệ đó thì chưa chắc rằng là tốt hết đâu cô chú anh chị. Trong đó người ta sẽ trà trộn vô để mà làm cái này làm cái kia, hầm nhầm làm cái gì cả nhà, nhầm đó chính là hại Sư Minh Tuệ, hạ bệ uy tín của ổng và gia đình của ổng, để gọi là trong cái câu chuyện truyền bá những cái tà đạo của họ. Thì mình xin được phép chia sẻ cho mọi người được rõ hơn về cái câu chuyện của cái đạo mà ngày hôm nay bị phát hiện tại cái cốc của Sư Minh Tuệ ha. Đó chính là cái đạo Hoàng Thiên Long này thì có những cái gọi là cái vấn đề như thế nào. Đạo Hoàng Thiên Long hay còn gọi là đạo Bà Điền, do bà Nguyễn Thị Điền sinh 1960, tự thành lập ở huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, hiện tượng tôn giáo mới. Hiện tượng này đã lan rộng ra khoảng 50 tỉnh, thành phố trong cả nước và tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc. Bà này tự xưng là thánh nữ hay là thần giao liên của Trang Thiên, lập điện Hoàng Thiên Long và Đại Phúc Phúc để sinh hoạt tôn giáo, rêu rao khả năng chữa bệnh không cần thuốc. Mà chỉ cần uống nước thánh, nước lã, nước giếng khoan tại nhà riêng của bà này là bệnh gì cũng khỏi. Nghe qua thôi chúng ta thấy nó tào lao rồi. Cái câu chuyện nước thánh, nước lã, nước khoan giếng của tại của nhà bà để mà uống mà khỏi bệnh. Giáo lý giáo lực kinh sách của cái gọi là thánh nữ nói trên sử dụng bao gồm như là Đại Pháp Tràng An, Tu Gia và Đại Pháp Cầu An, Bàn Thờ, Người Đại Việt, Lực Công Phép Nước, Lực Trời Thời Thế. Trong suốt quá trình học đạo và chữa bệnh, bà Điền đã tự sáng tác thơ ca rồi photo gửi đi nhiều nơi. Không dừng ở đó, những bài thơ được bà tập hợp lại in thành sách gọi là kinh sách, đặt tên là Đại Pháp Tràng An, Tu Gia và Đại Pháp Cầu An. Để mọi người tin theo chữa bệnh thì thánh nữ còn sao đĩa bán trực tiếp các cuốn kinh sách
để lôi kéo tín đồ ở các địa phương tham gia. Theo đó, mỗi tín đồ khi tham gia tu hành theo đạo Hoàng Thiên Long đều phải mua kinh sách với giá là từ 150 đến 350 ngàn đồng. Ngoài ra thì ở một số các địa phương, một số chân rách phát triển đạo Bà Điền còn yêu cầu mỗi người muốn tham gia phải đóng góp ít nhất là 50 ngàn đồng. Bà Điền lập ra Hội đồng tu Gia Điện Hoàng Thiên Long, bao gồm là 19 người để điều hành lễ nghi tuyên truyền phát triển đạo Hoàng Thiên Long. Theo cái đạo này đó thì tùy vào mỗi gia đình có thể treo các câu đối khác nhau. Khi lập bàn thờ này phải bỏ bàn thờ tổ tiên. Mỗi bên bàn thờ có một chai nước, nước thánh đó, hàng ngày cho người bệnh uống và xoa lên cơ thể để mà chữa bệnh. Trên bàn thờ đặt một bát hương từ 1 đến 3 chén nước lã, bài hoa quả và tiền thật. Những người tin theo phải lễ tại nhà, tự thắp một nén nhang và 3 chén nước, hoa quả, tiền mặt, rồi sau đó quỳ trước bàn thờ đọc niệm, thỉnh cầu ý nguyện. Lễ xong thì đem nước xuống để uống chữa bệnh, tiền mặt thì mang ra tiêu dùng. Cũng giống như một số những cái hiện tượng tôn giáo khác. Hiện tượng tôn giáo này đó thì theo đạo Hoàng Thiên Long là những người có bệnh tật nan y, những người tâm thần không ổn định, đa số là nữ từ 50 tuổi trở lên. Các tín đồ này sẽ được lễ vào ngày 30 tháng 4, 19 tháng 5, 2 tháng 9 hay 27 tháng 7. Sẽ tổ chức đến nhà thờ Bà Điền ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội để nghe bà ta giảng kinh. Trên một số những cái địa bàn các tỉnh khác nhau đã từng xuất hiện hoạt động của đạo Hoàng Thiên Long này, tập trung các ở các huyện ngoại thành, ở thành phố Hải Phòng, ví dụ như An Lão, Tiên Lãng, Kiến Hụy. Theo đạo này hầu hết là những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn hoặc là đang mắc bệnh nan y nhưng không đến bệnh viện để điều trị mà lại tin tưởng để mà uống nước thánh chữa bệnh nên gặp phải sự phản đối từ người thân của họ. Sau khi được các cơ quan chức năng tuyên truyền vận động thì hầu hết số tín đồ trên đã tự nguyện từ bỏ đạo Hoàng Thiên Long rồi. Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, đạo Hoàng Thiên Long chưa được nhà nước công nhận là tổ chức tôn giáo. Cơ quan chức năng đề nghị người dân phải cần tỉnh táo, cảnh giác, không tin, không tham gia và kịp thời thông báo với chính quyền nếu phát hiện có hoạt động của đạo Hoàng Thiên Long ở địa phương. Chúng ta thấy rằng là cái hình thức của cái đạo này đó cực kỳ mê tín dị đoan. Họ cho rằng là chỉ cần uống nước thánh thôi là bất cả những cái bệnh nan y gì đó đều gọi là chữa trị được hết. Thật ra đó họ tuyên truyền về cái mục đích gọi là chiêu dụ con người ta đâu có chú anh chị. Trên cuộc đời thì nhiều những cái gia đình nghèo khổ, thậm chí họ mắc những cái căn bệnh gọi là nan y khó khăn, không có chữa được hoặc là không có tiền thì lại bị chiêu dụ bám víu vào những cái sự tin tưởng mê tín này. Chứ trên thực chất thì chẳng có những cái sự việc nào mà nó đúng hết trơn cô chú anh chị. Và ngày hôm nay thì nó lại xuất hiện tại cái cốc của Sư Minh Tuệ, mặc dù trước đó thì cái đạo này cũng đã bị giải tán rồi. Lại tuyên truyền liên tục một số những cái đạo giáo. Trên con đường của Sư Minh Tuệ đi thì chúng ta thấy rằng cũng có rất là nhiều những cái kẻ họ tuyên truyền cái đạo này. Đó là cái điều mà cực kỳ nguy hiểm. Tại sao mà mình nói rằng là cái cốc của anh Thình bây giờ đó nên gọi là dừng lại đi. Tất cả các YouTuber ở đó có mặt đều về địa phương làm đi, làm những cái câu chuyện khác, đừng ở đó để mà tối ngày. Rồi cái cốc đó cũng nên gọi là đóng cổng để tránh những cái trường hợp gọi là tập trung đông người. Là cái thứ nhất nè, bà con nên về hết đi. Sư Minh Tuệ bây giờ đâu có ở đó đâu. Thầy đã đi chỗ khác ẩn tu rồi. Như vậy mà mọi người còn chưa hài lòng nữa, vẫn còn tiếp tục tập trung bày ra những cái trò như vậy. Tại sao mình nói là như vậy? Tại vì sẽ có những cái kẻ xấu họ trà trộn vào để mà họ gọi là làm ra những cái điều không tốt, hại gia đình thầy. Ngay giờ phút này luôn mình thấy rằng cái đạo này đó bắt đầu đến để mà tuyên truyền lôi kéo người dân để mà theo một cái đạo gọi là không có một cái chút gọi là niềm tin nào hết. Nghe thôi là đã biết xạo rồi, uống nước lã làm gì chữa được bệnh nan y. Thưa quý vị, uống nước lã làm gì chữa được bệnh gọi là nan y này nan y nọ. Mình nghe thôi là mình thấy tào lao rồi. Nhưng mà mình thấy rằng là nhiều bà con thì vẫn gọi là chưa có một cái ngộ ra về cái câu chuyện của Sư Minh Tuệ cho đến cái thời điểm này. Thầy đã đến một cái nơi khác để mà ẩn tu. Tại sao thầy phải đi? Thầy có muốn đi vậy hay không? Thầy muốn lẩn trốn bà con hay không? Không hề. Nhưng mà qua quá nhiều những cái câu chuyện ồn ào xảy ra. Nếu như mà mình đặt cái ví dụ như từ đầu cái câu chuyện mà thầy Minh Tuệ ở cái cốc đó thầy không đi đó, thì quý vị nghĩ rằng là sẽ còn bao nhiêu chuyện xảy ra? Chứ còn bao nhiêu chuyện để mà xảy ra diễn ra nơi đó? Người ta gọi là không thích thầy đó, người ta cố tình làm như vậy đó, dục những quyển sách đạo là đạo này đạo kia vô để phá thầy, cho phía cơ quan chức năng người ta đến người ta dẹp luôn. Thì mình thấy rằng là ngày hôm nay phía cơ quan chức năng họ cũng đã đến để mà làm việc rồi, đang truy tìm cái đối tượng
đã gọi là bỏ những cái quyển sách truyền bá những cái tà đạo này để mà xử lý. Trước đó chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều những cái đạo cũng đã bị xử lý trong cái quá trình đi bộ khất thực của Sư Minh Tuệ, Nhân Quả này, rồi một cái đạo gì nữa của một cái bà cô nào đó, cũng đem hình của ông đó đến để mà gặp Sư Minh Tuệ làm đủ thứ trò, cũng bị gọi là xử lý luôn. Những cái đạo này là những đạo không được nhà nước công nhận nha cô chú anh chị, bởi vì nó không có cái tính gọi là thực tế, không có cái câu chuyện mà gọi là tự nhiên uống nước lã mà chữa hết những cái căn bệnh nan y hết trơn, tào lao. Cái đó là cái sự gọi là mê tín dị đoan để mà đi gọi là lừa gạt người ta, rồi phải đóng tiền, phải mua bằng tiền, nói chung là đủ thứ trò họ bày ra. Và cái mục đích họ đến ngày hôm nay đến tại cái cốc đó để làm gì? Để truyền bá, lôi kéo và thậm chí là hạ bệ uy tín của Sư Minh Tuệ, thậm chí là hại luôn cả gia đình Sư Minh Tuệ. Theo thông tin mới nhất thì mình được biết rằng bản thân anh Thìn cũng đã vừa mới trở về cái cốc đó rồi. Thì mình mong rằng anh Thìn sẽ có một cái cách để mà nhìn nhận lại cái sự việc, để mà giải quyết trong những cái câu chuyện ở nơi cái khu vực của gia đình mình, phải nói là gia đình của anh Thìn, tại vì cái cốc đó bây giờ là của anh Thìn chứ không phải là cái cốc Sư Minh Tuệ gì hết. Ngoài những cái câu chuyện chúng ta nghe, ta thấy là có một số những cái cá nhân mà lấy cả nước suối ở dưới đó để mà đem lên để mà bán hàng rồi kèm vô. Như vậy thì mình đặt ra câu hỏi, câu chuyện này anh Thịnh biết hay không? Nếu biết thì xử lý như thế nào với những cái kẻ mà thằng Lâm Trà Dép đó, ở khu vực đó đó, nó bán mặt ông rồi nó kêu gao là tặng thêm một chai nước ở dưới cốc Sư Minh Tuệ để mọi người lấy phước lấy lộc, chẳng có phước lộc gì ở đó cho cô chú anh chị. Sư Minh Tuệ có ở đó đâu mà phước mà lộc, kể cả thầy có ở đó thì những cái phần ăn, những cái chai nước suối đó cũng chẳng phải là phước là lộc gì để cô chú anh chị thỉnh về. Có ai thỉnh chai nước suối ở đó mà về được phước được lộc vậy, nói tôi nghe thử coi. Thưa quý vị, nhưng mà rất là nhiều người thì cứ gọi là cứ tin tưởng, cứ cho rằng là phước là lộc, tranh giành giật dọc, giành giật với nhau như giật cô hồn. Đó là một trong những cái hình thức mà quý vị gọi là cũng đang gọi là tiếp sức để mà đẩy thầy thầy Minh Tuệ đó đi gọi là vào cường sâu nhanh hơn thôi. Thưa quý vị, theo thông tin đây thì nhiều người cho rằng Sư Minh Tuệ thì đang ở Nha Trang, nhưng mà cái thông tin chính xác khu vực nào ở đâu thì mình cũng không dám chia sẻ gửi đến quý vị đâu, bởi vì cũng sẽ lại tiếp tục đông đảo bà con kéo đến đó thì lại tiếp tục ảnh hưởng trên cái con đường tu tập của thầy. Thì mình cũng sẽ chờ xem cái kết quả của những cái kẻ này, đặc biệt là những kẻ đã truyền bá những cái quyển sách tà đạo này sẽ có những cái kết cục như thế nào, thì mình cũng sẽ thông tin đến tất cả cô chú anh chị trên kênh. Quý vị nhớ đăng ký nha, mình chờ những cái tin tức từ phía công an xã Ia Tô cũng như là huyện Ia Rai sẽ xử lý cái đối tượng này ra sao sau khi mà tìm được cái đối tượng này cùng với một số những cái tang vật là những quyển sách liên quan đến tà đạo nha cô chú anh chị. Rồi quý vị nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận những cái thông tin mới nhất liên quan đến câu chuyện của Sư Minh Tuệ. Thưa quý vị, xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.